làm một công việc mà trái ngành nghề của mình đang học thì không thích lắm. Nếu như làm cái công việc mà trái với ngành nghề em đang học á, thì em sẽ thấy nản và sẽ thay đổi làm công việc khác. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sắc Màu Cuộc Sống. Thưa quý vị, và như vậy là thông qua những chia sẻ vừa rồi của các bạn trẻ thì chúng ta đã có thể phần nào đoán được chủ đề của chúng ta phải không ạ? Vâng, thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay đó chính là nên hay không nên làm việc trái ngành nghề. Thưa quý vị, vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay đó chính là tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, hiện là tổng giám đốc của công ty đầu tư giáo dục trí tuệ tài năng. Xin được phép chào anh Hoàng ạ. Chào Minh Trí, chào quý vị. Và trong chương trình kỳ rồi thì anh Hoàng đã có thể là chia sẻ cho tất cả các bạn biết về tầm quan trọng của kỹ năng mềm và cũng như là cách làm thế nào để chúng ta có thể là trang bị kỹ năng mềm trong việc chinh phục các nhà tuyển dụng. Và có lẽ là trong chương trình ngày hôm nay thì tiến sĩ sẽ cùng chia sẻ rõ hơn nữa cách để có thể tạo ra nền tảng công việc nếu như chẳng may mà chúng ta làm trong một môi trường trái với ngành nghề mà chúng ta đang học. Theo nghiên cứu của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên ra trường có đến hơn 70% làm trái ngành nghề. Hiện nay, trong khi các doanh nghiệp ngày một khó khăn để tuyển dụng lao động phù hợp, thì lượng sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm cũng ngày càng tăng cao. Cử nhân đi làm công nhân là một thực trạng không còn hiếm. Có những khu công nghiệp có tới hàng nghìn công nhân là sinh viên đã tốt nghiệp đại học. Vậy thì trong suốt quá trình làm những công việc trái ngành nghề như vậy thì anh Hoàng có thể là chia sẻ những khó khăn chúng ta sẽ thường mắc gặp khi làm những công việc trái ngành nghề ạ? Thì khi mà chúng ta làm việc một cái việc gì đó mà nó trái với sở trường của chúng ta, trái cái ngành của chúng ta, thì chúng ta gặp cái khó khăn trong vấn đề về những cái kiến thức, về những cái kỹ năng cũng như cái trải nghiệm thực tế cho cái công việc đó. Thì nếu như chúng ta thực sự yêu thích cái ngành nghề đó, trái ngành đó, thì bắt buộc chúng ta phải có một kế hoạch và chúng ta nghiêm túc thực hiện kế hoạch đó thì tôi nghĩ là sẽ thành công với cái niềm yêu thích của mình. Thưa anh Hoàng, thì có một số bạn trẻ thì quan điểm như thế này, chúng ta không nên làm những công việc trái ngành nghề mà phải chờ đợi cho đến khi là gặp được những công việc đúng theo ngành nghề và đúng sở thích của mình mới làm việc. Thì anh Hoàng nghĩ như thế nào về quan điểm này của các bạn trẻ? Tôi nghĩ rằng là cái việc mà chọn lựa làm đúng ngành hay trái ngành đó tùy vào cái điều kiện và hoàn cảnh sống của mỗi người. Thì bây giờ tại sao câu hỏi đó là tại sao trái ngành như vậy? Là bởi vì phần lớn các bạn khi ra trường đã không học đúng cái ngành của mình. Các bạn khi vào đại học thì các bạn chọn lựa một cái ngành mà do chính cha mẹ chọn hoặc do bạn bè vân vân. Thì do vậy khi các bạn ra trường các bạn làm một cái việc là trái ngành không yêu thích nữa. Đó là cái sức ép về tâm lý. Ví dụ khi các bạn tốt nghiệp ra trường, bây giờ các bạn phải đi làm. Ba mẹ thì yêu cầu rằng con ơi phải có việc làm. Bạn bè xung quanh mình ai cũng có việc làm cả. Thì bây giờ tôi cũng phải có việc làm chứ. Rồi bây giờ sức ép của xã hội, bây giờ tỷ lệ thất nghiệp cao. Thì lúc đó các bạn thấy rằng tôi phải làm việc trái ngành để tôi có thu nhập, vân vân. Như vậy thì mình sẽ thấy rằng là tùy thuộc vào cái điều kiện và cái hoàn cảnh sống của mỗi người thì lúc đó các bạn sẽ quyết định rằng là tôi sẽ kiên nhẫn và tôi sẽ chờ đợi và tìm kiếm một công việc đúng ngành nghề của tôi như tôi mong muốn. Hoặc là các bạn thấy rằng là điều kiện kinh tế tôi khó khăn và tôi quyết định là tôi chọn bất cứ công việc nào làm để tôi có thể có ngay lập tức được một cái công việc và thu nhập cái ưng ý của tôi. Anh Hoàng có biết một trường hợp nào mà các bạn sinh viên sau khi ra trường thực hiện một công việc trái ngành nghề và có thể thành công không ạ? Có thể là chia sẻ cho tất cả quý vị được biết. Thì thực tế rằng là có rất là nhiều trường hợp mà các bạn khi ra trường làm trái ngành và thành công. Nhưng những trường hợp đó các bạn thấy rằng là hành học của hiện nay và cái ngành mà tôi mong muốn thì nó thực sự cái ngành trái ngành đó nó thực sự là cái sự đam mê, sự yêu thích của các bạn. Thì khi mà các bạn mà chọn lựa cái ngành trái ngành đó rồi thì bắt buộc các bạn phải có một cái kế hoạch và để bổ sung nó. Thì ngay từ đầu tôi đã nói rằng là sự trái ngành nó mang chất là tương đối thôi. Do vậy thì các bạn bắt đầu lên kế hoạch là phải bổ sung được những cái kiến thức này, cái kỹ năng này và những trải nghiệm thực tế cho cái ngành đó. Và khi các bạn có kế hoạch như vậy thì bắt buộc các bạn phải có được một cái nỗ lực gấp đôi những người bình thường để mà có thể rằng là hoàn thiện được cái kế hoạch đó và nó vượt qua được cái sự trái ngành một cách thành công. Nhưng mà tôi cũng muốn nhấn mạnh là có một yếu tố may mắn trong cái việc chọn lựa ngành trái ngành nữa. Xin được cảm ơn anh Hoàng. Thưa quý vị, và như vậy chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta không may mắn thực hiện và làm được chính công việc mà chúng ta yêu thích thì việc làm những công việc trái ngành nghề thì chưa hẳn là một điều không tốt. Nhưng chúng ta tiếp nhận công việc đó với một thái độ như thế nào để có thể biến nó trở thành một kinh nghiệm cho những công việc về sau thì đó là điều không phải ai cũng có thể làm được. Công ty trách nhiệm hữu hạn ESU 2 là một công ty có chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự cho các doanh nghiệp Nhật Bản ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng ông Lê Long Sơn, giám đốc của công ty nhân sự này, lại được đào tạo chuyên ngành cơ khí tại Trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh.
Và bản thân tôi thì tôi đi học nghề cơ khí, tôi lại tiếp tục học cao học ở Nhật Bản cũng ngành cơ khí. Nhưng đến 30 tuổi tôi mới xác định được một điều là cái nghề mà tôi thạo nhất, cái nghề mà tôi thích làm nhất, nó không phải là cơ khí mà nó là đào tạo, nó là tư vấn, nó là định hướng nghề nghiệp cho người trẻ hơn mình. Và tôi chọn cái nghề đó và tôi gắn với nó đến bây giờ là mười mấy năm. Thì thành ra cái nghiệp của tôi đang là cái việc làm về nhân sự. Trái ngành nghề, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng xác định được đam mê trong công việc, nên ông Sơn đã không ngừng học hỏi và tự trau dồi kỹ năng cho bản thân mình. Và với ông Sơn, cho dù bất kỳ công việc nào, thuộc lĩnh vực nào, thì cũng đem lại cho bản thân những kiến thức và vốn kinh nghiệm nhất định. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải đón nhận công việc mình làm với thái độ nghiêm túc, gắn bó và cầu tiến. Thành ra cái việc đầu tiên giờ đi xin việc á, là mình nên chọn cái công ty mà mình nghĩ là mình sẽ gắn bó với họ. Rồi mình sẽ làm từng việc đơn giản cho sau thời gian mình sẽ làm. Và khi mà cái công ty phát triển thì có rất là nhiều việc để mình làm. Thành ra không có nên chọn cái cách là phải nhảy chỗ này nhảy chỗ kia thì mới có nhiều kinh nghiệm. Thường những kinh nghiệm mà ở nhiều công ty khác nhau thì cái kinh nghiệm nó không sử dụng được trong tương lai. Chính nhờ thái độ làm việc như trên mà chỉ sau 8 năm thành lập, nhưng hiện nay ông đã phát triển được mạng lưới nhân viên lên đến 90 người. Ngoài trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh, còn cả chi nhánh ở Hà Nội, Đà Nẵng và cả Tokyo, Nhật Bản. Và như vậy thì thông qua đoạn phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là nhân vật trong câu chuyện của chúng ta nhắc đến là thái độ làm việc là một trong những yếu tố chính để quyết định sự thành công. Và như vậy thì theo kinh nghiệm của Hoàng thì có thể chia sẻ về vấn đề thái độ làm việc này được không ạ? Thì như thế này ạ, là tôi mong muốn chia sẻ đó là không phải là riêng các bạn làm đúng ngành hay các bạn làm trái ngành, thì trong tất cả các công việc chúng ta đều phải có thể hiện ba yếu tố như sau. Yếu tố đầu tiên đó là cái nhận thức của chúng ta. Cái thứ hai cũng đến là cái thái độ, và thứ ba nó đến để là cái kế hoạch, cái hoạch định để về cuộc sống. Thì đầu tiên là vấn đề về nhận thức. Thì khi mà chúng ta có được một cái nhận thức, chúng ta xác định được cái bản thân chúng ta là để cái điểm mạnh, điểm yếu của chúng ta như thế nào đối với công việc. Chính cái điều đó nó giúp chúng ta có được một cái sự hưng phấn hay là có được sự yêu thích trong cái ngành mà chúng ta chọn đó. Thứ hai nữa là chúng ta biết rằng là như vậy thì tôi có sở trường, sở đoạn như thế này. Vậy thì cái gì là cái khó khăn, cái gì là thuận lợi, cái gì là thách thức trong khi mà chúng ta thực hiện công việc như vậy. Chúng ta phải có nhận thức rõ ràng về điều đó. Khi các bạn đã có được một cái nhận thức rõ ràng về điều đó rồi ấy, thì chúng ta bắt đầu mới có một cái được một cái thái độ tích cực. Và chính cái thái độ nó giúp cho các bạn biết rằng thế này, đó là tôi là người phải thay đổi những cái điểm yếu, những hạn chế của tôi cho công việc đó. Và bạn là người chọn lựa mà. Thì khi mà thái độ các bạn có rồi ấy, thì lúc đó bắt đầu cái công việc các bạn nó sẽ phát triển rất là tốt. Thì lúc đó các bạn đến một cái yếu tố thứ ba, đó là vấn đề về kế hoạch. Như vậy thì kế hoạch ở đây tôi mong muốn chia sẻ đó là kế hoạch làm tốt công việc đó, và thứ hai nữa làm công việc đó một cách hiệu quả nhất. Thì cần phải luôn luôn phải có một cái sự phát triển, cái rèn luyện để tạo được một cái năng lực của mình càng ngày càng phát triển tốt hơn. Như vậy thì cứ bây giờ chúng ta bàn tới cái kế hoạch là kế hoạch đó phải thực hiện đến hàng tuần, hàng ngày như thế nào để mà ngày mai, tuần sau chúng ta cũng thấy công việc chúng ta tiến triển tốt hơn. Và chính cái điều đó nó sẽ giúp cho các bạn phải có được một cái nghị lực thế này. Tôi phải nghiêm khắc cho bản thân của tôi trong quá trình tôi rèn luyện để làm sao để tôi thực hiện thành công cái kế hoạch đó. Nhưng có một thực tế là các bạn sinh viên ra trường, có một số bạn không tìm được việc làm đúng ngành nghề của mình. Một số bạn phải làm công nhân hoặc là làm những công việc chân tay để có thể kiếm được thu nhập trước mắt, để có thể nuôi sống bản thân. Thì tiến sĩ nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ? Đó là khi các bạn chấp nhận tìm một cái công việc trái ngành để làm, để có một cái thu nhập ngay lập tức. Đó là một cái điều tốt, bởi vì nó đáng trân trọng đúng như là cái sức lao động của các bạn. Tuy nhiên nếu như mà các bạn là dễ dãi quá trong cái việc là chọn lựa một cái ngành nghề mà hay sử dụng tới từ đó là lấy công làm lời đó, thì có khả năng là các bạn phải cày bừa suốt cả ngày và các bạn là không có một cái thời gian để mà có thể là cập nhật các cái thông tin về cái ngành mà mình mong muốn làm việc. Và các bạn có thể là lãng quên đi cái ngành của mình đang mong muốn hướng tới. Và điều đó các bạn rơi vào chính cái bẫy của các bạn. Với những kinh nghiệm và cũng như trải nghiệm của mình thì tiến sĩ Huy Hoàng có thể là chia sẻ. Đối với các bạn sinh viên đã theo những công việc trái ngành nghề thì làm cách nào để các bạn có thể là quay trở lại với công việc đúng ngành nghề của mình? Tôi nghĩ là như thế này. Khi mà chúng ta xác định là chúng ta chọn được một cái ngành trái ngành nào đó tùy theo điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người, thì chúng ta cần phải có một cái nhận thức rõ ràng, đó là
tôi làm công việc trái ngành đó là tạm thời. Ngoài trừ trường hợp là các bạn sau cái thời gian các bạn làm việc trái ngành và các bạn thấy rằng là à, cái trái ngành đó nó có vẻ là nó phù hợp với mình đây, yêu thích của mình đây, thì các bạn sẽ chọn lựa nó. Còn ngược lại, các bạn chọn lựa một ngành trái ngành vì do yếu tố là một cái điều kiện kinh tế hay gì đó, thì các bạn phải lưu ý rằng là nhớ rằng công việc trái ngành đó là tạm thời. Mà tạm thời có nghĩa là các bạn phải xác định cho nó một cái khoảng thời gian mà các bạn phải chấm dứt nó. Bởi vì khi các bạn làm việc công việc trái ngành như vậy, các bạn muốn quay trở lại công việc đúng ngành của mình, thì các bạn phải luôn luôn dành một khoảng thời gian trong ngày để luôn luôn cập nhật được những cái tin tức, những tin tuyển dụng và những cái tin mà liên quan đến ngành nghề mình yêu thích, đặc biệt là doanh nghiệp nào các bạn mong muốn ứng tuyển vào, để khi cần thiết bạn có thể ứng tuyển vào ngay lập tức và các bạn không quên đi những cái ngành nghề của mình. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng. Thưa quý vị, quả thật là một điều hạnh phúc nếu như chúng ta được làm chính công việc mà chúng ta yêu thích và cũng như đúng ngành nghề. Nhưng nếu chẳng may chúng ta phải làm những công việc trái ngành nghề, thì hy vọng với những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng thì sẽ tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ có thể hoàn thành thật tốt công việc của mình. Xin chúc cho tất cả các bạn sẽ ngày càng thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với những chương mục tiếp theo của chương trình ngày hôm nay.